Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Rummagun. Trong tập trước chúng ta đã hoàn thành hết 8 chapter của cái cốt truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thử xem phần speedrun sẽ đưa chúng ta tới những cái thử thách như thế nào. Bấm vào. Thì speedrun là một cái dạng bạn sẽ cần phải thực hiện một cái mục tiêu nào đó trong một cái thời gian ngắn nhất, càng ngắn càng tốt. Và chúng ta có gì ở đây? Một cái màn hình vi tính hả? Hay tablet? Rồi chúng ta có những cái đồ trang trí ở trên bàn. Có một cái đèn, có cái chậu hoa, có cây Rummagun. Có cái gì ở đây nữa thì chưa biết. Và có cái nút nè. Ta bấm được cái gì không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mình chưa kịp đọc. Hình như là Rummagun Speedrun hay sao đó. Nhưng mà cái cảnh này thấy quen quen. Chúng ta đang ở trong một cái thang máy giống như phần cốt truyện. Và nó mở cửa. Như vậy là nó không có gì mới. Chúng ta sẽ phải chơi lại phần cốt truyện ha. Nếu chúng ta chơi lại phần cốt truyện thì không có nội dung mới. Mình tưởng có nội dung mới chứ. Được rồi. Nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ chính thức kết thúc series Rummagun này ngay tại đây. Và hẹn gặp các bạn trong những series khác. Bye bye.